Dạ vâng, thưa quý vị, các căn bệnh nguy hiểm có thể lây lan theo những cách thức mà chúng ta không ngờ tới. Ví dụ như là qua việc ôm hôn em bé là cách để thể hiện tình cảm, là thói quen của nhiều người. Tuy nhiên nó cũng để lại những nguy hiểm cho trẻ. Cụ thể, một bé gái 18 ngày tuổi tại Mỹ đã tử vong vì lây nhiễm virus viêm màng não vì người lạ hôn. Cha mẹ bé Mariana, 18 ngày tuổi, sống tại bang Iowa, Mỹ cho biết, 2 giờ sau hôn lễ của họ, cặp vợ chồng nhận thấy con gái sơ sinh của mình có nhiều dấu hiệu bất thường, ngủ ly bì và không ăn uống gì. Sau đó, cặp đôi buộc phải rời khỏi hôn lễ sớm để đưa con đến bệnh viện kiểm tra và bàng hoàng phát hiện ra con đã nhiễm một loại virus đe dọa tính mạng là siêu vi khuẩn viêm não HSV1. Trong khi đó, cha mẹ của Mariana đã làm xét nghiệm và đều âm tính với virus viêm màng não. Do đó, các bác sĩ cho rằng khả năng cao là con gái của họ đã bị nhiễm bệnh sau nụ hôn của một người mắc bệnh lở miệng vào đó tới thăm. Cô bé Mariana, 18 ngày tuổi, đã phải trải qua hàng chục lần truyền máu, nhưng cơ thể không đáp ứng. Đến hôm qua, 18 tháng 7, bé Mariana đã qua đời tại nhà. Theo các bác sĩ, việc hôn bé, đặc biệt là hôn môi hoặc mũi cho bé thì cũng có thể gây ra những bệnh về đường hô hấp và lây qua nước bọt cho bé. Vì vòm miệng của người lớn chứa rất nhiều vi khuẩn, chưa kể còn có khả năng chứa nhiều mầm bệnh. Do đó, khi hôn trẻ, người lớn có thể sẽ lây truyền mầm bệnh cho trẻ. Vâng, chẳng hạn bệnh tay chân miệng người lớn ít bị, nhưng nếu đang bị loét miệng mà hôn trẻ thì mầm bệnh có thể từ người lớn truyền sang trẻ và làm cho trẻ bị mắc bệnh. Ngoài ra còn có những mầm bệnh khác có thể lây lan như mụn rộp, thủy đậu, quai bị, sởi, vân vân, nếu tiếp xúc quá thân mật với trẻ. Từng có em bé tại Australia đã tử vong vì bị nhiễm virus herpes gây mụn rộp từ nụ hôn của một người đến thăm.